Vào ngày 5 tháng 3, các thành viên nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng đã được bắt gặp tham dự Miu Miu Fashion Week 2024. Momo của Twice, Mini của Jihyo và Chang Wonjong của IVE chiếm hàng ghế đầu tại show diễn thời trang Miu Miu Thu Đông 2024. Chang Wonjong toát lên vẻ đẹp thanh xuân tươi trẻ của một cô gái Miu Miu trong set đồ trắng bao gồm áo sơ mi dáng crop và chân váy. Vẻ ngoài của nữ idol càng thêm phần hoàn hảo với mái tóc buông xõa tự nhiên và lối trang điểm nhấn nhá nhẹ nhàng. Mini thu hút sự chú ý của các ống kính nhờ thần thái sắc lạnh và khí chất tiểu thư nổi bật. Ngôi sao nhóm nhạc JYD diện một set denim thời thượng, phối cùng thắt lưng bản to và túi xách của nhà mốt. Momo, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Twice đã đốt cháy bầu không khí bên ngoài show diễn khi cô xuất hiện trong chiếc áo quay hở lưng táo bạo, khoe trọn vẻ đẹp quyến rũ và năng động. Lựa chọn trang phục đã giúp cô nàng khoe thân hình săn chắc và vòng eo con kiến đáng mơ ước. Một người dùng trên TikTok đã chia sẻ video Momo và Wonjong chụp ảnh cùng nhau, bùng nổ về ngoại hình và thần thái trong cùng một khung hình. Show diễn Louis Vuitton bế mạc tuần lễ thời trang Paris Thu Đông 2024 đã chính thức diễn ra vào tối ngày 5 tháng 3. Tại show diễn của Louis Vuitton, ngoài sự xuất hiện nổi bật của Lisa và Nayeon, sự kiện còn có sự tham dự của New Jean Hein và Travis Felix. Hein của New Jean đem tới hình ảnh già dặn với áo da oversize phối cùng quần ống suông. Nữ đại sứ hoàn thiện look của mình với túi xách của nhà mốt, có thể nói tạo hình này đã cộng thêm cho em út của New Jean thêm nhiều tuổi. Felix của Travis, đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton cũng tham dự show diễn của nhà mốt trong vai trò là người mẫu. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của nam ca sĩ trên sàn catwalk cũng là chủ đề thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chúng mình là Top Sao Hàn, đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn subscribe và nhấn vào quả chuông thông báo để nhận về cho mình những thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.